Hello anh em nhé, ngày hôm nay giới thiệu với anh em về cái chỗ góc làm việc của tôi. Và đây là một cậu bé, cậu ấy mới lên đây thử lần đầu tiên. Và thấy như nào? Vui. Thấy có gì ở đây? Còn đọc sách từ viện ấy. Thế thích quyển nào nhất? Quyển này nữa. Đọc thơ này á? Thích đọc truyện tranh không? Truyện tranh ngoài kia kìa, góc ngoài kia, truyện tranh ngoài kia. Nè, cái chỗ đống này là truyện tranh này. Thích xem hình hay là thích đọc mấy cái đấy? Đọc được chữ chưa? Biết rồi. Được rồi, để chú bật điện lên xem cho nó sáng. Nè, thấy ổn không, nhiều không? Còn nhiều hơn. Cái này sáng nay nhặt đồng nát đúng không? Sáng nay mình nhặt đúng không? Đúng rồi. Đây, vẫn còn đây này, sau lưng này. Nè. Chú cho nghe, cái này cũng là nhặt đồng nát này. Cái này nhặt đồng nát này. Nếu như anh em nào hỏi tôi là tại sao mà lại mua nhiều sách như này thì nói thật với anh em thì lúc còn nhỏ tôi cũng rất là thích đọc sách, chủ yếu là thích đọc truyện tranh, xong rồi đến có những cái cuốn truyện mà của nhà trường. Lúc còn nhỏ cũng được đọc những cái cuốn truyện như này trong thư viện của nhà trường, và đến bây giờ thì những cái cuốn truyện này cũ rồi, nó mục nát rồi, của thư viện người ta bỏ đi, nhưng mà tôi vẫn tìm về mua về để gìn giữ lại nó, những cái kỷ niệm lúc còn nhỏ mình mong muốn mình thích góp không có, nhưng mà đến bây giờ những cái thế hệ sau này thì sẽ được đọc những cái cuốn này. Thích đọc con cá heo này á? Chất phết nhỉ. Đây à, đọc mấy quả chuyện như này này. Đây à, mấy quả chuyện tranh này kìa.